Và quay trở lại với buổi talk show của chúng ta ngày hôm nay, thì thật vinh dự cho ban tổ chức sẽ được đón tiếp các vị khách mời chúng ta. Và đầu tiên tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời đặc biệt của chương trình. Anh Nguyễn Bá Phú, cựu sinh viên khóa 8.3, hiện đang giữ chức vụ CEO công ty cổ phần Mix Group ạ. Xin được trân trọng giới thiệu anh Phạm Huấn, co-founder Scapport GSC, công ty cổ phần công nghệ Scapport. Về phía bộ môn công nghệ thông tin, tôi xin được trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Đức Anh Tuấn, chủ nhiệm bộ môn công nghệ thông tin. Xin được trân trọng giới thiệu cô Trần Thị Loan, trưởng ngành lập trình web cơ bản. Xin được trân trọng giới thiệu thầy Tống Văn Đức, trưởng ngành lập trình web back-end. Xin được trân trọng giới thiệu thầy Đặng Thái Sơn, trưởng ngành lập trình máy tính. Xin được trân trọng giới thiệu thầy Phạm Hà An, trưởng ngành lập trình game. Cùng với đó là sự hiện diện của các quý thầy cô đến từ bộ môn công nghệ thông tin. Và quan trọng hơn nữa, đó là sự có mặt của hơn 300 bạn sinh viên có mặt tại hội trường ngay lúc này. Và xin cả hội trường một tràng pháo tay thật lớn ạ. Dạ vâng ạ, bên cạnh các vị khách mời của chúng ta thì em xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện đại diện ở bên phổ thông cao đẳng là anh Phạm Luận ạ. Xin được trân trọng kính mời anh ạ. Và để tiếp theo chương trình, em xin được trân trọng kính mời thầy Nguyễn Đức Anh Tuấn sẽ lên có đôi lời phát biểu để khai mạc chương trình. Em xin được trân trọng kính mời anh ạ. Ok, cảm ơn MC. Lời đầu tiên thì xin gửi lời chào đến tất cả các quý vị khách mời, các thầy cô cũng như là tất cả các bạn sinh viên đang có mặt ở trong hội trường ngày hôm nay. Rất là đông và ở phía trên này vẫn đang còn chỗ ngồi, mời các bạn di chuyển dịch lên trên. Hôm nay chắc là mình sẽ đứng dịch sang bên này một chút. Hôm nay rất là vui bởi vì là chúng ta lại được gặp gỡ nhau sau một vài hôm. Hôm trước chúng ta đã có mặt ở đây để tham gia một cái sự kiện và cũng là một sự kiện rất là hay. Thì hôm nay chúng ta đến với một sự kiện nó ở một cái lĩnh vực hơi khác đi một tí. Chúng ta không biết là có bao nhiêu bạn thắc mắc xem là 3 với 4 hay là 3 với má gì ở đây là cái gì. Thì có bao nhiêu bạn biết cái này thì giơ tay lên cho thầy xem nào. Thế là không biết à? Thế là không biết thì giơ tay cho thầy xem nào. Nửa biết nửa không à? Thế thì một tay giơ, một tay không. Rồi ok, thì đây là một cụm từ được viết tắt từ tiếng Anh. Thì cũng không tiện giải thích ở đây lắm bởi vì nếu giải thích thì mất hết cả nội dung của khách mời. Thì cũng chia sẻ với các bạn, thị trường công nghệ thông tin hiện nay đang là cái giai đoạn nó tương đối là căng thẳng. Xuất hiện thêm rất nhiều những cái lĩnh vực mới, xuất hiện thêm rất nhiều những cái vị trí mới. Và ở cái vị trí công nghệ thông tin mà chúng ta đang học thì nhân sự công nghệ thông tin sau này cũng có rất nhiều những cái thách thức mới và cái sự cạnh tranh mới. Chắc là các bạn cũng đã biết liên quan đến thời gian gần đây thì AI hay là ChatGPT bùng nổ rất là mạnh. Thế nên là cái việc mà AI nó làm thay đổi công việc của ngành công nghệ thông tin là chắc chắn có. Tuy nhiên ở đây chúng ta đang nói đến một cái lĩnh vực công việc hay là gọi là một cái nghề ở trong ngành công nghệ thông tin. Thì chúng ta sẽ tiếp cận đến một cái lĩnh vực mà khi có kiến thức công nghệ thông tin các bạn sẽ có lợi rất là nhiều. Có nghĩa là các bạn sinh viên công nghệ thông tin ở đây, khi chúng ta biết được cái từ khóa này, chúng ta nghe được về nội dung này thì chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội để có thể mở rộng cái công việc của mình ở trong quá trình làm việc sắp tới. Và thứ hai đấy là cái nội dung của buổi ngày hôm nay ấy, nó sẽ giúp cho các bạn hiểu được xem là vậy thì với cái công việc của chúng ta là chúng ta đang là sinh viên thì sau này chúng ta sẽ có những định hướng như thế nào, chúng ta sẽ tiếp xúc với những công việc kiểu gì để chúng ta có những sự lựa chọn phù hợp nhất với bản thân mình. Bởi vì đây là một cái lĩnh vực mà nó không thực sự thuần kỹ thuật mà nó sẽ rẽ sang một cái hướng nó hơi khác đi một tí. Thì đâu đó ở trong hội trường ngày hôm nay chắc là khoảng tầm 300 bạn.
thì chúng ta biết đâu đấy sau một thời gian nữa chúng ta sẽ tìm thấy được một cái cơ duyên đến với cái lĩnh vực này. Ở trong này thì cũng có một vài thầy cô rất là chuyên sâu về cái lĩnh vực này. Đương nhiên không tính hai diễn giả ở đây, hai diễn giả thì là chuyên gia ở trong lĩnh vực này rồi. Thì cũng hy vọng là quãng thời gian ở trong cái sự kiện ngày hôm nay các bạn sẽ nhận được nhiều giá trị từ các diễn giả cũng như từ các thầy cô và các bạn xung quanh. Và hy vọng là chúng ta sẽ có những sự lựa chọn phù hợp sau cái buổi talk show ngày hôm nay và hy vọng nó mang lại nhiều giá trị cho các bạn. Thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người ở đây. Vâng, em xin cảm ơn những chia sẻ của thầy Tuấn ạ. Vâng, và trước khi chúng ta bước vào buổi talk show của ngày hôm nay thì chúng ta, thầy và các bạn sẽ cùng nhau tham gia một mini game để các bạn có thể tìm hiểu được xem là trong quá trình để phát triển một dự án thì chúng ta sẽ cần những cái vị trí công việc nào. Các bạn sinh viên ở phía dưới, chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Thầy cần cánh tay hoặc là tràng pháo tay thật lớn của các bạn được không ạ? Dạ vâng ạ, mời ban tổ chức chúng ta có thể là cho mini game của chúng ta. Và mini game của chúng ta có tên là những mảnh ghép không thể thiếu ạ. Và luật chơi của chúng ta như sau: ban tổ chức sẽ lần lượt đọc các mô tả công việc của từng vị trí trong quá trình phát triển dự án. Sau mỗi mô tả, các bạn sinh viên ở phía dưới sẽ giơ tay và đoán xem vị trí đó là gì. Và chắc chắn rồi ạ, những phần quà từ ban tổ chức rất giá trị là trên 1.000 và dưới 1 tỷ đồng ạ, đang chờ đón các bạn ở phía dưới. Và thầy rất mong sẽ giành được những cánh tay của các bạn giơ để trả lời những câu hỏi từ ban tổ chức ạ. Vâng, các bạn đã sẵn sàng chưa? Một tràng pháo tay thật lớn đúng không ạ? Vâng ạ, câu hỏi đầu tiên của chương trình ạ. Vâng, đây là người thiết kế giao diện và trải nghiệm phù hợp với đối tượng người dùng của sản phẩm. Trước khi thầy chọn một bạn trả lời câu hỏi thì em xin ban tổ chức có thể cho một tí nhạc nền nhẹ nhẹ được không ạ? Có được không ạ? Dạ vâng ạ. Rồi, nào thầy đến 3 thì thầy mong muốn là sẽ có một bạn nào đó giơ tay để trả lời câu hỏi của thầy được không ạ? 1, 2, 3. Dạ vâng. Một cánh tay của bạn nam rất nhanh, đeo kính ở áo trắng ở bên này ạ. Em có thể giới thiệu về bản thân của em, em đang học chuyên ngành nào và kỳ mấy? Em xin chào tất cả mọi người, em là Nguyễn Mạnh Cường ạ. Đang học kỳ 3. Em học chuyên ngành nào em? Em học công nghệ thông tin ạ. Chuyên ngành? lập trình web ạ. Rồi ok em. Rồi, em sẽ đưa ra câu trả lời của ban tổ chức được không ạ? Là UX UI designer ạ. Không biết rằng liệu rằng đáp án của ban tổ chức đã đúng chưa ạ? Các bạn sinh viên khác thử đoán xem là đáp án của bạn đúng chưa? Dạ vâng ạ, xin mời đáp án của chương trình đó chính là designer ạ. Vâng, một tràng pháo tay dành cho bạn và một phần quà dành cho bạn ạ. Vâng, ở đằng sau chúng ta sẽ còn rất nhiều câu hỏi và những phần quà dành cho các bạn khác, nên là các bạn khác chú ý nhá. Vâng, câu hỏi thứ hai. Một câu hỏi rất dễ ạ. Một câu hỏi rất dễ luôn. Người này viết mã nguồn và xây dựng các tính năng của sản phẩm dựa trên các yêu cầu đã được xác định. Rồi, một cánh tay nhanh nhất ạ. Rồi, thầy thấy một cánh tay bạn ngồi sâu dưới cùng kia kìa. Một bạn áo nam đó ạ. Em có thể đưa ra câu trả lời của mình không ạ? Em thưa thầy là back-end ạ. Back-end à? Nào, vị trí công việc nhé. Đây là vị trí công việc. Nào, thầy xin mời một cánh tay khác. Develop ạ. Rồi. Nào, liệu là câu trả lời của bạn đã đúng chưa? Câu trả lời bạn đúng rồi thì cho bạn một tràng pháo tay được không ạ? Vâng ạ. Dù mặc dù bạn đã đưa ra câu trả lời khá muộn, nhưng câu trả lời vẫn được công nhận và cảm ơn bạn ạ. Vâng. Đáp án của chương trình là gì ạ? Developer, tức là lập trình viên. Những ai ở đây là lập trình viên thì chúng ta có thể giơ tay lên được không ạ? Rồi, chắc hẳn là ở đây chúng ta hầu như có thể tiến chiếm 90% là trong tương lai sẽ là những lập trình viên đúng không ạ? Rồi, câu hỏi thứ 3. Đây là người giám sát toàn bộ dự án, đảm bảo rằng mọi người đều hoàn thành công việc đúng tiến độ
và ngân sách. Một câu hỏi là khá là khó đúng không? Thầy có một bạn sinh viên, thầy Kiên hỗ trợ đấy ạ. Là BM ạ. Thế em có trả lời là BM ạ. Project Management. Vâng, em có thể giới thiệu về bản thân, em đang học chuyên ngành nào và kỳ mấy được không? Em là Phạm Hồng Bách, em đang học kỳ 3 môn xây dựng trang web ạ. À, thích cái web. À rồi, ok em. Thầy đang hỏi chuyên ngành các em nhá, chứ không phải là hỏi môn các em đang học. Các em chú ý câu hỏi của thầy. Rồi ạ, xin mời đáp án từ chương trình. Dạ vâng, hoàn toàn chính xác. Và xin một tràng pháo tay thật lớn dành cho bạn. Và một phần quà từ chương trình ạ. Rồi, chúng ta sẽ còn hai câu hỏi nữa. Và thầy rất mong muốn là có thể đem được rất nhiều những phần quà khác nữa đến cho các bạn. Nên là các bạn sẽ nhanh chóng giơ tay để trả lời câu hỏi từ chương trình. Vâng, câu hỏi thứ 4 ạ. Đây là người kiểm tra sản phẩm để đảm bảo rằng không có lỗi nào trước khi sản phẩm được phát hành và được ví như là cơn ác mộng của các dev ạ. Rồi ạ, cánh tay nào nhanh nhất ạ? Dạ vâng, bên trái bên phải bây giờ. Bên trái bên phải ạ. Dạ vâng, mời bạn áo, đây là cánh tay, đây đó, chính em ạ. Bạn này giơ tay rất nhanh. Thầy đang mong muốn có những câu trả lời, có những cánh tay của các bạn nữ. Không biết là các bạn nữ ở đây đâu em, nhỉ? Giới thiệu, em tên là Bùi Đức Trọng, em đang học kỳ 3. Thì em đang học chuyên ngành lập trình web ạ. Thì câu hỏi, câu trả lời của em là Dexter ạ. Dexter à? Dexter ạ. Dexter ạ. Tester ạ. Rồi, có một sự trợ giúp. Bạn nào ở phía sau trợ giúp, bạn có thể đứng lên giới thiệu bản thân cho mình được không ạ? Nào, bạn ở phía đằng sau nào, đứng lên giới thiệu bản thân và thử xem là bạn đang học chuyên ngành nào, học kỳ mấy ạ? Bạn nữ đúng không? Rồi ạ, một bông hoa hồng ở trong hội trường chúng ta. Rồi, em có thể giới thiệu bản thân em được không? Em là Kiều Trang, đang học kỳ 3 và học web ạ. À rồi, cảm ơn bạn Kiều Trang ạ. Vậy thì thầy sẽ hỏi ý kiến của các bạn ở trong hội trường này. Bạn nào đồng ý chúng ta trao phần quà từ chương trình cho bạn nam thì giơ tay ạ. À dạ vâng ạ. Bạn nào đồng ý trao phần quà từ chương trình cho bạn nữ thì giơ tay ạ. À dạ vâng, rồi thầy sẽ đáp ứng nguyện vọng của đa số các vị các bạn sinh viên ở trong hội trường. Và xin ban tổ chức sẽ trao phần quà cho bạn Trang được không ạ? Rồi, bạn nam phía bên trên, chúng ta sẽ đợi sang câu hỏi tiếp theo nhé. Rồi ạ. Vâng, đáp án của chương trình đó chính là tester ạ, chứ không phải là tester đâu nhé. Là tester, là người kiểm thử ấy ạ. Rồi ạ, câu hỏi số 5 ạ. Cái phần này thì các bạn cần phải suy nghĩ một chút nhé. Đây là người thường xuyên làm việc với khách hàng để hiểu rõ yêu cầu của họ và truyền đạt được những yêu cầu đó cho đội phát triển. Họ cũng giúp tìm ra các giải pháp tối ưu cho các vấn đề của dự án. Nào. Rồi ạ, một cánh tay bạn nam áo nâu nâu ạ, đeo kính đó. Em xin trả lời là PO. Em có thể đứng lên giới thiệu bản thân mình và có thể nói rõ lại câu trả lời cho các bạn sinh viên khác nghe đúng không ạ? Em tên là Trần Văn Tích. Em đang kỳ 6 mobile app. Rồi ok, em đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này là gì ạ? PO. PO hả? Dạ vâng, liệu có đúng không? À rồi, một bạn nữ ở trên này đi ạ. Cảm ơn em ạ. Một tràng pháo tay cho bạn nam được không ạ? Rồi, mời bạn nữ ở trên này, em có thể giới thiệu về bản thân của mình. Em đang học chuyên ngành nào và học kỳ mấy ạ? Và đưa ra câu trả lời của mình. Dạ, xin chào mọi người, thì em tên là Đào Thị Anh ạ. Em đang học kỳ 4 ạ, lập trình web ạ. Em xin trả lời câu hỏi là BA ạ. À, liệu đã đúng chưa các bạn nhỉ? À vâng ạ, một tràng pháo tay dành cho bạn nữ ạ. Và một phần quà từ chương trình. Đáp án của chương trình đó chính là? Là gì ạ? À, là BA. Đấy chưa ạ? Rồi BA là gì thì chúng ta sẽ nhờ đến vị diễn giả của chúng ta. Ở trong phần tiếp theo các bạn sẽ hiểu BA là gì, được không ạ? Vâng. Và tiếp theo chương trình đó sẽ là phần
đến phần tiếp theo, đó chính là phần talk show. Và để mở đầu cho phần talk show của chúng ta thì sau đây tôi xin phép được trân trọng kính mời cô Trần Thị Loan sẽ lên có đôi lời phát biểu, và xin được trân trọng kính mời cô ạ. Xin chào các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn sinh viên có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Trước tiên cái sự kiện của bộ môn công nghệ thông tin bắt đầu thì tôi đầu tiên tôi xin cảm ơn hai bạn diễn giả, đó là bạn Nguyễn Bá Phú, cựu sinh viên K8.3 của bộ môn công nghệ thông tin, và bạn Phạm Huấn của công ty cổ phần công nghệ Skateboard. Rất là cảm ơn các bạn, cảm ơn hai diễn giả hôm nay đã dành những thời gian quý báu của mình để đến với sự kiện của thầy trò bộ môn công nghệ thông tin. Tôi cũng hy vọng rằng là qua cái sự kiện này, hai diễn giả của chúng ta sẽ chia sẻ, sẽ chia sẻ cho chúng ta những cái kinh nghiệm về nghề mới, đó là nghề BA. Và từ đó thì sinh viên công nghệ thông tin chúng ta sẽ có những cái tự tin trên con đường học vấn của mình, và chúng ta sẽ định hướng cho mình những cái tương lai về nghề nghiệp của mình. Tôi xin cảm ơn ạ. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của cô Loan ạ. Vậy thì BA là gì? Các bạn ở bên dưới có thể cho thầy biết là có bao nhiêu bạn đã tìm hiểu về nghề BA này, giơ tay cho thầy được không ạ? Nào, còn khá ít các bạn đã tìm hiểu về nghề BA này. Vậy thì sau đây, chắc chắn rồi ạ, chương trình của chúng ta là buổi talk show về BA, siêu anh hùng giữa làn sóng công nghệ mà, sẽ giúp cho các bạn hiểu thêm về BA là gì. Và sau đây, em xin được trân trọng kính mời vị diễn giả của chúng ta là anh Nguyễn Bá Phú, cựu sinh viên khóa 8.3, CEO công ty cổ phần Miss Group. Xin trân trọng kính mời anh tiến lên sân khấu và anh sẽ giúp cho các bạn sinh viên chúng ta hiểu rõ hơn về nghề BA ạ. Xin được trân trọng kính mời anh ạ. Xin chào các bạn. Lời đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến quý thầy cô, ban giám hiệu nhà trường. Xin cảm ơn ban giám hiệu đã có lời mời em với vai trò là cựu sinh viên về chia sẻ cho các bạn với chủ đề là BA, nghề BA. Vậy thì tại sao lại có cái topic là BA siêu nhân giữa thời kỳ công nghệ đúng không ạ? Thì mình là cựu sinh viên khóa 8.3, và thời đấy có một cái tên gọi khác của trường cao đẳng FPT hay được gọi là trường đào tạo siêu nhân. Bởi vì sao ạ? Một cái quyển giáo trình dày như này chỉ học trong 8 buổi thì phải. Và sau đó là đi thi vấn đáp. Và U Lan thì cũng đánh trượt anh cũng khá nhiều. Ok. Thì BA cũng như vậy, BA trong một cái dự án thì BA cũng phải đương đầu với rất nhiều những cái khó khăn thử thách, cũng cần phải đưa cái dự án đến sự thành công, giống như các bạn thi qua môn ấy, BAT, có cái chữ BAT là xanh đúng không ạ? Và hôm nay thì anh sẽ dành khoảng 20-25 phút để chia sẻ với các bạn là BA là gì. Giới thiệu qua với mọi người một chút thì ngoài là vai trò là cựu sinh viên ra thì anh đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực BA, và anh đã từng làm BA tại các tập đoàn như là Vingroup, FPT, VNBay, MISA, vân vân. Và dự án gần đây nhất của anh đó là làm về những con xe điện. Ai biết xe điện chạy ngoài kia không ạ? Đã ai từng đi xe điện chưa? Chưa. Biết xanh nghe em không? Đó, đấy chính là những cái sản phẩm của anh đã từng làm cho Vingroup. Những cái con xe 34, những con xe VF8, VF9 hay là những cái con VF8 xuất đi Mỹ, thì đó là những cái niềm tự hào của một người BA khi làm ra sản phẩm. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu BA là gì và làm BA là làm cái gì, đúng không?
mời ban tổ chức thì mọi người sẽ hay hiểu theo một cái khái niệm đơn giản là BA là một cái người cầu nối giữa khách hàng với đội công nghệ để truyền tải những cái yêu cầu từ khách hàng đến đội công nghệ. Nhưng thực ra BA còn làm nhiều hơn thế. BA sẽ là người đi phân tích bối cảnh, đi phân tích nhu cầu và tạo ra những cái sự thay đổi cho doanh nghiệp mà và mang lại giá trị cho các bên liên quan. Giống như một quán cà phê chẳng hạn, Be Coffee. Giả sử như các bạn nhìn thấy một lượng người khá đông, một lượng khách khá đông chờ order, order ghi sai, ghi thiếu, thu thiếu tiền, thì với vai trò là BA các bạn sẽ làm gì? Thay vì áp dụng công nghệ rất là khủng thì các bạn có thể thay đổi những cái luồng nghiệp vụ, đề xuất những cái giải pháp như là xếp hàng hay là những cái bộ dung để dành cho chủ cửa hàng có thể quản lý được những cái ticket, những cái order của quán cà phê. Và nói tóm lại, BA là những người đi xác định nhu cầu, đề xuất giải pháp và nhằm đem lại giá trị cho các bên liên quan. Và những người làm những cái công việc này thì người ta gọi là BA. Rồi, xin mời slide tiếp theo. BA là làm gì ạ? Ngoài việc, chắc là ở đây các bạn sẽ phải viết doc đúng không ạ? Ngoài những việc viết doc ra thì BA sẽ là những người chịu trách nhiệm khám phá nhu cầu thực sự của các stakeholder. Và những người khách hàng của chúng ta không bao giờ sẽ nói rõ cho chúng ta những cái nhu cầu thực sự của họ. Họ chỉ biết là tôi cần một cái phần mềm để quản lý doanh nghiệp, tôi cần một cái phần mềm để quản lý cửa hàng của tôi. Nhưng mà thực sự đằng sau những cái yêu cầu đấy là gì? Quản lý cửa hàng có tồn kho không? Có chi nhánh không? Có quản lý thu chi hóa đơn điện tử hay không? Vân vân và vân vân. Thì BA sẽ chính là những người khơi gợi ra những cái nhu cầu đó. Ngoài ra thì ở đây chắc là toàn bộ là sinh viên IT, thì anh sẽ nói đến một cái mảng rất nhỏ của BA, một thị trường ngách của BA, và các bạn đang có một cái cơ hội rất là lớn khi thâm nhập vào cái vị trí này. Đó là ITBA. ITBA sẽ là những người đưa ra giải pháp công nghệ cho các bài toán của các doanh nghiệp. Sản phẩm của ITBA là những phần mềm, những cái ứng dụng, những cái hệ thống. Và ITBA sẽ làm việc trong những cái công ty công nghệ hoặc phòng ban công nghệ của các công ty, tập đoàn, tổ chức. Và định nghĩa này thì anh đang lấy của IT Việt. Các bạn có thể nhìn thấy cả khi mà học tập trong môi trường Eboli thì các bạn sẽ được học ở LMS, sẽ được điểm danh ở AB đúng không? Bây giờ không biết còn điểm danh ở AB không? Còn đúng không? Vậy thì ai sẽ là người lấy những yêu cầu đấy ạ? Giả sử bây giờ có một cái trường hợp là học sinh, sinh viên trốn tiết ạ. Thì một cái nghiệp vụ đó là phải điểm danh lại đúng không ạ? Phải đánh absent một sinh viên nào đó. Thì đấy là chính là những người BA ạ. BA sẽ tạo ra, khơi gợi ra những cái nhu cầu của thầy cô, của ban tuyển sinh, của ban giám hiệu nhà trường để quản lý sinh viên. Và tạo ra những cái nhu cầu thực sự và những cái phần mềm hệ thống đó. Ngoài ra những cái to tác hơn như là một hệ thống chạm sạc hay là một hệ thống quản lý xe điện của VinFast chẳng hạn, thì đó chính là những cái sản phẩm của BA. Và có một cái câu hỏi đó là: anh ơi, em làm BA xong thì em có bị đào thải nhanh như Dev hay không? AI, bây giờ AI, ChatGPT rất là nhiều rồi, thì em có thể làm được gì ngoài BA? Nghề BA là một cái nghề rất là hay và có thể lân ra các ngành khác rất là dễ dàng. Ví dụ như các bạn hoàn toàn có thể trở thành một người PM, Project Manager, như bạn MC vừa nhắc đến, đúng không? Một người quản trị dự án. Tại sao lại là người quản trị dự án? Bởi vì khi mà các bạn biết nghiệp vụ, các bạn sẽ estimate được chính xác những cái timeline của dự án, biết được rủi ro của dự án, quản trị được những cái sự thay đổi của dự án đấy. Hay là một người Product Owner. Product Owner thì thường sẽ làm trong những cái công ty về làm sản phẩm như của anh Huấn. Tí nữa anh Huấn sẽ giới thiệu về một cái sản phẩm rất hay của công ty của anh ấy. Hoặc ở đây có bạn nào biết tiếng Nhật không ạ? Có thích thị trường Nhật không ạ?
hoặc là có một cái vị trí nữa là Brick SE, là kỹ sư nhận yêu cầu. Nó cũng gần gần với những cái job description của, gần gần với những cái mô tả công việc của BA. Đó là các bạn sẽ nhận yêu cầu, các bạn sẽ transfer, các bạn sẽ đưa cái yêu cầu đấy về đội kỹ sư ở Việt Nam để có thể thi công cái một cái phần mềm nào đó cho khách hàng ở Nhật, và các bạn đưa cái phần mềm đấy trở lại tay của khách hàng. Ngoài ra còn một số vị trí tương tự nữa. Mời ban tổ chức nữa, có thể next. Đó chính là một số vị trí rất là hot tại thị trường tuyển dụng bây giờ, đó là data analyst. Các bạn sẽ dựa vào data, các bạn sẽ dựa vào những cái kiến thức, ví dụ như là SQL, ví dụ Python, ví dụ như là ngôn ngữ A, để làm trên những cái công cụ như là Tableau, Power BI để có thể predict, dự đoán được hay là tìm ra những cái insight cho doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp có thể dự đoán và ra được những cái quyết định kinh doanh một cách chính xác. Bách lại của mình. Có một cái nữa, và bây giờ cũng rất rất nhiều người, rất nhiều ngân hàng đang cần, đó chính là Process Analysis. Bởi vì sao ạ? Chúng ta đang trong cuộc cách mạng 4.0 và cách mạng chuyển đổi số rất là nhiều. Và các ngân hàng tại Việt Nam đang chạy đua trong cuộc cách mạng này. Và việc số hóa quy trình của ngân hàng đang là một cái mảnh đất màu mỡ cho các bạn, đặc biệt là dành cho các bạn BA. Bởi vì các bạn sẽ hiểu được hệ thống, hiểu được quy trình. Các bạn sẽ mapping được cái việc là làm giấy tờ. Ví dụ như các bạn ra ngân hàng nộp tiền học, đúng không ạ? Các bạn sẽ nộp tiền, bây giờ sẽ không phải nộp tiền nữa mà bằng chuyển khoản. Vậy bằng chuyển khoản xong rồi sẽ thông báo với các bạn kiểu gì? Thì các bạn sẽ là những người phân tích quy trình, giảm nhân công và tăng hiệu suất của từng ngân hàng lên, và từ đó nâng cao trải nghiệm của người dùng. Tại sao hôm nay mình lại mặc áo tím? Đố các bạn biết. Cũng không phải là VN Index mới tăng đâu. Bởi vì chiếc áo này đại diện cho Tiên Phong Bank, chiếc áo của Tiên Phong Bank. Và mình cũng muốn link với các bạn, đó là cái sự nghiệp chuyển đổi số của các ngân hàng ấy, nó đang rất là mạnh. Đặc biệt là các bạn nhìn thấy ở ngoài kia, các quầy live bank của TB Bank, rất rất nhiều công nghệ, ví dụ Face ID, rồi rút tiền bằng vân tay, đúng không? Rất rất nhiều. Và đấy chính là những cái công nghệ, những cái mảnh đất, những cái bài toán đang chờ các bạn. Rồi, tiếp tục ạ. Trên thị trường ở Việt Nam, đang phân hóa ra hai loại BA. Một là non-IT BA, đó là các bạn sinh viên các ngành khác. Các bạn ý rất mạnh về lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, rồi logistics hay là kế toán chẳng hạn. Thì các bạn ấy có thể đưa ra những cái bài toán đặt đầu bài cho các bạn IT để làm và chuyển hóa nó thành những cái hệ thống phần mềm. Tuy nhiên, chúng ta đang là những người IT, sắp trở thành những người IT BA. Và những người IT BA là những người thực hiện công việc BA trong những hoàn cảnh dự án IT. Và những cái dự án này có thể là dự án mua, dự án xây dựng, chỉnh sửa hoặc là triển khai một cái phần mềm. Chắc là dừng lại khoảng 2 giây đúng không ạ? Các bạn sẽ nghĩ trong đầu tại sao dự án đi mua lại phải cần BA làm cái gì? Vậy hỏi ngược lại, theo các bạn dự án đi mua thì BA sẽ làm gì? Theo các bạn. Bây giờ các bạn, ví dụ nhé, các bạn đi copy một cái assignment đúng không? Coi như là một dự án đi mua. Vậy thì với vai trò là BA, bạn sẽ làm gì? Bạn đi xin một cái assignment đi, đúng không? Một dự án đi mua. Với vai trò là BA, bạn sẽ làm gì? Rồi, đã từng ai đi xin assignment chưa? Thank you.
sinh viên mà không đi xin assignment thì không phải là sinh viên đúng không? Ok, một dự án đi mua giống như là các bạn sẽ phải đi collect, đi tập hợp những cái yêu cầu của các phòng ban liên quan khác và thẩm định cái dự án sắp mua của doanh nghiệp đó có khớp 100% với những cái nhu cầu của doanh nghiệp hay không. Và từ đây cái điều này nói lên cái gì? Tức là kể cả dự án đi mua thì các bạn vẫn có rất rất nhiều đất để diễn. Các bạn biết là nó có thể scale up hay không, nó có thể là mở rộng hay không, nó có thể customize hay là tùy biến như thế nào đối với nhu cầu của một doanh nghiệp. Và từ đó ITBA sẽ là một người key chính trong một doanh nghiệp nào đó. Khi bạn nắm rõ tất cả các yêu cầu của một doanh nghiệp, một cái doanh nghiệp đấy vận hành như thế nào, qua những hệ thống gì. Và một cái key point ở đây đó là ITBA rất khó để đào thải. Và tuổi nghề của BA, của ITBA nói riêng thì sẽ rất là cao, bởi vì nó sẽ liên quan đến việc là kinh nghiệm trong nghề nó khác so với các bạn dev. Các bạn dev thì đến một độ tuổi nào đó thì sẽ bị già hóa đi và cái độ máu lửa sẽ ít đi, đúng không? Các bạn sẽ chuyển hóa dần sang các cái mảng khác, ví dụ là tech lead, SA hay là BM. Nhưng mà BA thì càng tuổi nghề càng cao thì càng được trọng dụng. Và các bạn sẽ là những cái key person trong một cái doanh nghiệp nào đó. Và đến một mức nào đó các bạn sẽ không cần phải đi thu thập những cái yêu cầu của khách hàng nữa, mà các bạn sẽ đứng ở vai trò là tư vấn. Nhìn cái doanh nghiệp này là biết là họ sẽ phải cần dùng công nghệ gì, cần dùng bài toán gì để có thể giải quyết được, để có thể tăng performance, tăng hiệu suất và giảm nhân công. Và cuối cùng ạ, slide tiếp sẽ giới thiệu cho các bạn là một cái lộ trình thăng tiến. Cho mình next ạ. Rồi, một cái lộ trình thăng tiến của ITBA. Ai đi làm cũng sẽ muốn mình làm sếp rất là nhanh đúng không? Lương rất là cao ạ. Bật mí cho các bạn, mức lương khởi điểm của một người BA sẽ cao gấp đôi so với các bạn dev. Đó là dựa theo báo cáo lương của Top CV năm 2023. Nó sẽ rơi vào tầm từ 10 đến 12 triệu. So với các bạn dev thì mức lương đấy khá cao đúng không ạ? Và các bạn sẽ mất từ 3 đến 4 năm để trở thành một vị trí là entry level. Các bạn sẽ đi từ fresher, các bạn sẽ đi từ intern, junior và các bạn sẽ mất từ 3 đến 4 năm. Và từ 4 đến 7 năm thì các bạn sẽ được gọi là middle level và các bạn có thể thi được những cái chứng chỉ quan trọng trong ngành, ví dụ như là CCPA. Và cao hơn nữa thì các bạn sẽ đi từ 7 đến 10 năm để trở thành vị trí senior BA. Và mấy năm gần đây mình cũng mới update trong CV của mình là senior BA. Và ở cái ngã rẽ cuộc đời này các bạn sẽ có hai sự lựa chọn. Một là trở thành chuyên gia, hai là trở thành quản lý. Ai muốn quản lý người khác giơ tay? Một người đứng trên nhiều người đúng không ạ? Ok. Thì ví dụ em đang ở ngách cuối ạ. Vâng ạ. Tại VinFast thì anh đã rẽ theo một ngã rẽ, đó là quản lý. Bởi vì đó là một cái môi trường cho phép anh trải nghiệm và về vị trí quản lý một cái dự án đủ to, đủ thử thách của mình. Và anh đã rẽ ra làm BM kim BA một cái dự án của VinFast rất là lớn, đó là hệ thống chạm sạc. Các bạn sẽ đi quanh đây thì sẽ thấy thỉnh thoảng có một cái chạm sạc của VinFast chẳng hạn. Hoặc là các bạn chọn một cái ngã rẽ, đó là chuyên gia. Chuyên gia thì các bạn sẽ phải đào sâu một cái ngách nào đó. Ví dụ như là bố mẹ các bạn làm y chẳng hạn, thì các bạn đào sâu vào hệ thống y tế. Hoặc là các bạn thích ngân hàng, thích
Tết được thưởng khoảng 6-7 tháng lương đúng không? Thì các bạn sẽ đi vào nghề banking. Hoặc các bạn thích chứng khoán thì có thể đi sâu vào những cái hệ thống chứng khoán như vậy để có thể đi vào những cái ngách nó rất là nhỏ mà rất là tiềm năng. Nhưng mà cuối cùng thì các bạn sẽ có một cái đích, đó là C-level. Các bạn có thể làm CTO, CIO hoặc là COO, những cái người đứng đầu của một cái doanh nghiệp. Và một năm trở lại đây thì anh cũng đã thành lập một cái doanh nghiệp là MIS Group. MIS Group là một cái doanh nghiệp về lĩnh vực đào tạo và cung cấp nhân sự cho các bên công ty khác. Nó được thành lập ra với một mục tiêu là ươm mầm khát vọng. Từ những cái lúc mà anh đi làm sinh viên này, khi mà anh không có một cái nơi nào thực tập, không có một cái nơi nào để trải nghiệm những cái vị trí trong một cái dự án thực tế, thì MIS Group đang giúp anh thực hiện những cái điều đó. Và anh có hay khoe với các bạn ở trong cộng đồng ITBA của anh, đó là hôm nay là anh đi ươm mầm. Biết đâu 1-2 năm nữa anh sẽ được gặp các bạn ở với một cái vị trí khác đúng không? Là vị trí là đồng nghiệp chẳng hạn. Và cuối cùng thì trả lời là lương cao rồi, chế độ đãi ngộ tốt, thì em cần phải học gì đúng không? Em cần phải học gì để trở thành BA? Chắc là BA sẽ cần học rất nhiều. Đặc biệt có một cái không có trong này. Ai trả lời được sẽ có một phần quà. Tí nữa mình sẽ hỏi nhé. Khác với các bạn dev thì các bạn BA sẽ cần phải học rất nhiều những cái kiến thức. Ví dụ như là kỹ năng phân tích, kỹ năng mô hình hóa, kỹ năng prototyping, kỹ năng về phân tích data, phân tích dữ liệu, hay là kỹ năng documentation, kỹ năng tài liệu hóa nghiệp vụ, về những cái kỹ thuật technical, hay là quy trình phát triển sản phẩm, hoặc là quản trị những cái yêu cầu. Và có một cái nữa mình không viết vào trong này, nhưng lại là một cái skill rất quan trọng của BA. Theo các bạn đó là gì? Đó là một cái gợi ý nhé. Đó là một cái môn các bạn hay bị trượt nhất ở trong Poly. Ai trả lời tiếng Anh ạ? Giơ tay ạ. Đúng ạ, nó đúng là tiếng Anh đấy ạ. Bạn đã miss mất một cái phần quà từ mình trị giá 500.000 rồi đấy ạ. Ok, ngoài những cái kỹ năng chuyên môn ra thì các bạn sẽ cần phải bổ sung những cái kỹ năng mềm. Xin ban tổ chức cho slide tiếp theo. Nghề BA là một cái nghề phải nói là rất là khôn khéo và linh hoạt trong mọi hoàn cảnh để có thể là đương đầu với những cái khó khăn, thử thách. Các bạn sẽ có rất nhiều những cái kỹ năng mềm mà các bạn cần phải có, nhưng tuy nhiên mình tựu chung lại có 3 cái đối với cá nhân mình mà các bạn cần phải đầu tư, các bạn cần phải trau dồi, đó là những cái kỹ năng về giao tiếp, những cái kỹ năng về thuyết trình và đặc biệt là kỹ năng quản lý thời gian. Có ai ở đây hay nộp muộn assignment không ạ? Sát đít mới nộp đúng không ạ? 23 giờ 59 phút là một cái mốc thời gian là không thể nào quên đúng không? Nhưng mà làm BA thì các bạn nên tránh những cái điều này. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ cần chậm deadline một chút thôi thì các bạn sẽ kéo khoảng một chục ông dev, khoảng mấy bà tester sẽ ngồi ra quán trà đá nói chuyện với nhau. Nhưng mà lúc sau ấy thì các bạn sẽ bị đánh hội đồng đấy. Bởi vì dev test sẽ phải OT để cover lại cái thời gian mà các bạn bị chậm để hoàn thành được đúng cái thời gian dự án đã cam kết. Và quỹ thời gian của mọi người đều là như nhau, đều là 8 tiếng. Nhưng công việc của BA rất là nặng. Đi họp, đi transfer nghiệp vụ, viết doc, làm màn hình, study kiến thức mới, vân vân và vân vân. Đều là những cái công việc không tên của BA. Và bạn làm thế nào để có thể xoay sở được trong 8 tiếng đấy và vẫn happy và vẫn có thể đủ chất lượng của một người BA, đó là một cái skill, một cái kỹ năng mềm của các bạn.
Ngoài ra thì chắc chắn là teamwork rồi. Và một cái thứ không thể thiếu nữa, đó là cái chữ B đầu tiên, business. Các bạn đã có một cái base IT thật là tuyệt vời, chúc mừng các bạn. Tuy nhiên, để mà hoàn thành được cái chữ BA thì các bạn cần phải có những cái domain nghiệp vụ. Ví dụ như là e-commerce, các bạn học về thương mại điện tử. Ví dụ như là một cái lĩnh vực banking, chứng khoán, logistics, để có thể biết và giải quyết được những cái bài toán ở ngoài kia. Ví dụ như là đặt hàng Shopee đúng không? Thì biết là giao tuyến đường nào là ngắn nhất, giao tuyến đường nào là tiết kiệm nhất. Chính xác không ạ? Và để trả lời câu hỏi là vậy thì ở trong Poly em sẽ học được cái, em sẽ phải trau dồi những cái kiến thức nào thì sẽ nhường lời cho U Loan. Mời U ạ. Như vậy là sau khi 30 phút nghe bạn Phú, cựu sinh viên khóa 8.3 trình bày, thế thì các em có thể cho câu hỏi. BA, nghề BA nghĩa là gì không ạ? Là nghề gì không ạ? Là nghề gì ạ? À, là chuyên viên phân tích nghiệp vụ. Mà đã nói đến chuyên viên phân tích nghiệp vụ thì người ta thường nói đến những cái nghề ví dụ như logistics, ngân hàng, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, tài chính kế toán, có đúng không ạ? Đúng không ạ? Thế vậy sinh viên công nghệ thông tin mình có thể làm nghề BA được không? Thì đây chính là câu trả lời. Thế bạn Nguyễn Ba Phú có đúng là câu trả lời không ạ? Có đúng là câu trả lời không ạ? Và bạn đã thành công với nghề. Thế thì thành công với nghề là một cái quá trình mà bạn phải phấn đấu rất nhiều. Bạn phải cố gắng rất nhiều để làm được nghề. Vậy thì từ khi ngồi trên ghế nhà trường, nếu mà sinh viên công nghệ thông tin các em thực sự là có đam mê, các em muốn rẽ sang một cái đường, con đường mới, muốn có một nghề mới mà cái nghề đấy nó phù hợp với nghề của mình và người làm công nghệ thông tin của mình cũng có thể làm được, thì cái khung chương trình của nhà trường mà các em đang được học, đang được tiếp cận, đấy là cái mà các em sẽ tiếp xúc đầu tiên. Vậy là những cái gì mà các em sẽ được học ở Epoly? Ví dụ như là các em được học môn cơ sở dữ liệu. Ở đây các em học công nghệ thông tin có học cơ sở dữ liệu không ạ? Chắc chắn đúng không ạ? Không một sinh viên công nghệ thông tin nào lại không được học cơ sở dữ liệu. Vậy cơ sở dữ liệu để làm gì? Cơ sở dữ liệu là gồm toàn bộ những cái dữ liệu mà mình có được, của một công ty có được, để từ đó có thể phân tích, từ đó có thể đưa ra quyết định chúng ta làm những công việc gì về mảng nhân sự. Có đúng không ạ? Đấy là cơ sở dữ liệu. Cái thứ hai, đó là ngôn ngữ lập trình. Thế có ai học công nghệ thông tin mà không học bất cứ ngôn ngữ lập trình nào không ạ? Có PHP không ạ? Có học C không ạ? Vâng ạ. Thế thì có học HTML không ạ? Có. Vậy ngôn ngữ lập trình là cái gì? Giúp cái gì cho chúng ta? Giúp chúng ta có thể có cái nhìn tổng quan, có cái nhìn trực diện về một cái phần mềm mà chúng ta định làm. Thì nó giúp ích, nó cực kỳ quan trọng cho nghề BA. Cái tiếp theo nữa, đó là gì? Học một cái môn ở học kỳ số 4, đó là môn thiết kế UI UX. Đợt trẻ kỳ số 3 UI UX, đúng không ạ? Thế cái môn UI UX là gì? Là thiết kế giao diện. Thiết kế giao diện để nhằm cái mục đích kết nối giữa khách hàng và những cái người mà các cái bên liên quan với nhau, để từ đó để phát triển cho nghề BA. Chuyên gia phân tích mà cơ, chuyên gia phân tích nghiệp vụ, có đúng không ạ? Cái quan trọng nữa, còn một cái nữa mà chúng ta được học khi mà chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường, đó là kỹ năng học tập, kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp. Thế học những môn kỹ năng để làm gì? À, để chúng ta có thể hiểu được nghề BA và chúng ta truyền lại cho những người mà khách hàng liên quan. Giữa các bên với nhau chúng ta giải thích được. Thì đấy chính là cái mà ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, nếu như các em có đam mê, các em là học công nghệ thông tin, các em là những người làm công nghệ thông tin, mà các em muốn, các em có đam mê để rẽ sang một cái hướng mới, một cái nghề mới, mà nghề đấy mà khi các em nghe qua thì nó là nghề cho những, các em nghe thì các em bảo tôi làm kỹ thuật làm sao tôi biết BA là cái gì, tôi làm BA để làm gì, có đúng không ạ? Nhưng hoàn toàn không đúng. Sinh viên công nghệ thông tin vẫn có thể thành công được với nghề BA. Nghề BA là chuyên gia phân tích nghiệp vụ, đúng chưa ạ? Và người đang đứng trước mặt các em, đang thuyết trình cho các em nghe, đang nói với các em về quá trình mà bạn ấy làm nghề,
đấy chính là cựu sinh viên công nghệ thông tin khóa 8.3 mà đã từng học cô Loan rất nhiều môn. Vậy thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm với cái gì ạ? Các bạn hoàn toàn yên tâm với cái khung chương trình. Các bạn hoàn toàn tự tin để bước vào tương lai khi mà các bạn muốn theo đuổi đam mê. À, xin hết ạ. Dạ vâng ạ. Em xin được cảm ơn những chia sẻ của hai vị diễn giả, đó chính là anh Nguyễn Bá Phú và của cô Trần Thị Loan ạ. Và hy vọng rằng những chia sẻ này có thể giúp cho các bạn sinh viên có cái nhìn rõ ràng hơn về vai trò của nghề BA và hiểu hơn được tại sao họ lại được coi là những siêu anh hùng trong một thế giới công nghệ. Và các bạn sinh viên của chúng ta hãy tận dụng các cái cơ hội để học hỏi hay là trang bị thật nhiều những kiến thức, những kỹ năng cần thiết để biết đâu sau này chúng ta sẽ trở thành những BA tài năng trong tương lai. Và các bạn có thể thấy là ngành BA của cái nghề BA của chúng ta ấy là đóng một vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển và sự thành công của một dự án. Và nó giống như là một siêu anh hùng thầm nặng đảm bảo rằng mọi thứ được diễn ra suôn sẻ. Vậy thì nhưng mà chắc hẳn rằng là các bạn ở phía dưới chúng ta đều có một thắc mắc, đó chính là không biết rằng cái nghề BA này ở ngoài kia, đúng chưa ạ? Ở ngoài kia cái nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp với nghề BA này như thế nào? Thì sau đây em xin được trân trọng kính mời anh Phạm Huấn, hiện đang giữ chức vụ là co-founder Scapport GSC, công ty cổ phần công nghệ Scapport, và anh sẽ nên giải đáp thắc mắc này giúp các bạn sinh viên. Và xin được trân trọng kính mời anh ạ. Trước khi mở đầu phần trình bày của mình, thì cho phép được Huấn được gửi lời cảm ơn tới tất cả các anh chị thầy cô trong ban tổ chức và lời chào tới tất cả các bạn sinh viên đã dành thời gian tham dự buổi talk show về chủ đề BA siêu anh hùng ngày hôm nay. Thì đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ một chút về cái trải nghiệm khi tham gia cái talk show này. Thì khi mà nghe thấy cái tên của talk show thôi là đã thấy thực sự là dạo dực rồi. Bởi vì là nghe cái cụm từ siêu anh hùng thì gần như là đối với cái thế hệ 9X đời đầu như Huấn thì là cái tuổi thơ nó được ùa về với người nhện, người rơi, người sắt. Và đối với thậm chí là ngay sau khi mình nghe được chương trình, mình còn lấy điện thoại ra chơi một vài ván game. Về trong những cái game đấy nó có cái nhân vật về siêu anh hùng. Các bạn ở đây có biết là game nào đang có những cái nhân vật siêu anh hùng trong trò chơi không ạ? Nó giống như kiểu là Liên Quân đấy chẳng hạn. Đấy thì thực tế là khi mà mình chơi được game và chơi Liên Quân thì mình cảm thấy được cái sự gánh team của siêu anh hùng là như thế nào. Và cuối cùng thì mình cũng ngồi mình nghĩ và mình chốt lại một câu, đó là ở trong thời kỳ nào cũng vậy, trong hoàn cảnh nào cũng vậy, thì siêu anh hùng luôn là cái người mà được mọi người yêu thích và được trọng dụng. Vậy thì cái người mà làm BA thì sao? Liệu các doanh nghiệp hay là các tổ chức họ có sẵn sàng bỏ hầu bao ra để trả tiền cho những cái thợ săn siêu anh hùng hay không? Thì câu trả lời của mình là có. Thì để giải thích được cái câu trả lời này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn hai câu chuyện. Một câu chuyện về những người bạn của mình và một câu chuyện về thực tế doanh nghiệp Scapport. Thì câu chuyện đầu tiên đó là vì Huấn là học ở trường Học viện Tài chính. Mình tốt nghiệp đã hơn 10 năm rồi. Thế thì cách đây khoảng 5 năm thì cái thời kỳ mà dịch Covid đang phát triển thì nhu cầu tuyển dụng cả nhân sự IT nói chung và nhân sự BA của các tổ chức trong và ngoài nước thì đều rất là mạnh mẽ. Kể cả các tập đoàn trên thế giới như là Google hay là Facebook, họ cũng tuyển dụng rất là nhiều trong cái giai đoạn mà 5 năm trước. Thế thì có một người bạn trong cái nhóm của mình có chia sẻ rằng là anh em có muốn làm 3 ngân hàng hay không? Thế thì nghe cái cụm từ cách đây 5 năm thì gần như cái kiến thức của mình về BA là không có. Nghe thấy cụm từ làm 3 ngân hàng thì các anh em trong nhóm với nhau thì nói chung là rất là phấn khởi. Vì cảm giác nó là 3 ngân hàng thì hình dung một nghĩ đâu đó. Đó là một câu chuyện là được kết nối với những cái bạn ngân hàng rất là xinh đẹp, xinh xắn, đáng yêu, dễ chiều, dễ quý, đúng không ạ? Thế thì thành ra là mọi người like xe ngay lập tức và rất là hào hứng. Nhưng mà sau đó một cái cuộc trao đổi xong rồi thì cái bạn người bạn của mình có chia sẻ đó là cái mức lương nét tại cái thời điểm 5 năm trước đối với cái mức nhân sự về BA của ngân hàng ở cái vị trí mà ngân hàng đang tuyển dụng là $1,000 lương nét. Thì mình nói một chút cho các bạn chưa hiểu, lương nét là cái lương mà chúng ta đã trừ đi tất cả những cái khoản thu nhập nộp thuế, là cái khoản thực nhận của các bạn. Thì
Sau đó thì sau khi tham dự cái buổi talk show này thì mình có gọi lại cho người bạn của mình và mình có hỏi rằng là vậy thì bạn ơi, bây giờ thì cái ngân hàng đợt đó của bạn còn có nhu cầu tuyển dụng hay không? Thì người bạn đó rằng là vẫn đang tuyển dụng, bởi vì họ vẫn đang tuyển dụng BA, nhưng mà chúng ta biết được rằng là thời kỳ này bây giờ thì nhân sự về IT thậm chí là còn đang cạnh tranh nhau rất nhiều. Các ngân hàng hay các tổ chức trên toàn thế giới họ cũng có thể giảm bớt cái tỷ lệ tuyển dụng, nhưng cái nghề BA này họ vẫn đang tuyển dụng. Và cái mức lương, các bạn có biết bây giờ là thời điểm bây giờ là bao nhiêu cho cùng vị trí đấy không ạ? Nó đã lên tới mức 2.000 đô, có nghĩa là nó đã tăng 100% sau 5 năm. Có nghĩa là các ngân hàng hay là các tổ chức tín dụng, các công ty tập đoàn lớn họ vẫn đang cực kỳ khát nhân sự trong cái lĩnh vực BA này. Và có nghĩa là đấy chính là cái cơ hội của chúng ta, cơ hội việc làm của chúng ta trong cái thời kỳ bây giờ. Bởi vì các ngân hàng chúng ta biết rằng là họ đang cạnh tranh nhau không chỉ là với các ngân hàng tại Việt Nam, mà họ còn cạnh tranh với tất cả những cái tổ chức, các tập đoàn khác cũng đang đưa những cái sản phẩm dịch vụ của họ vào cái thị trường Việt Nam. Và như vậy là cái nhu cầu về cái nhân sự về BA của họ là cực kỳ nhiều. Và theo cái số liệu thống kê mà mình tìm hiểu trên cái cục lao động của Mỹ, thì cái mức tăng trưởng về cái nhu cầu tuyển dụng của cái nghề BA này tại thị trường Hoa Kỳ là 14-16% trong giai đoạn 10 năm tới. Và cái con số này nó cao hơn phần lớn trung bình các ngành nghề khác. Vậy thì ở đây chúng ta hiểu được rằng là các bạn, chúng ta đang nghe thấy cụm từ rất nhiều về chuyển đổi số, nhà nhà chuyển đổi số, người người chuyển đổi số. Vậy thì khi mà chúng ta chuyển đổi số như vậy thì ở cái giai đoạn đầu của việc chuyển đổi số là hầu hết tất cả các công ty họ tập trung vào sản phẩm. Tức là họ nghĩ ra được rằng là bây giờ thay vì để khách hàng đến tận nơi sử dụng dịch vụ của mình thì bây giờ họ sẽ số hóa cái sản phẩm đó, họ đưa lên trên cái nền tảng, trên website, hoặc là tạo ra cái ứng dụng mobile để cho mọi người có thể sử dụng. Nhưng thời kỳ đầu họ tập trung vào sản phẩm và họ nghĩ rằng là cái sản phẩm của họ là sẽ được người dùng yêu thích. Nhưng mà không, người dùng thậm chí ở giai đoạn đầu thì họ dùng sản phẩm nhưng họ lại không thấy happy, họ không thấy thỏa mãn với cái hành trình trải nghiệm của mình. Và đến ở cái nửa sau của cái giai đoạn chuyển đổi số thì bây giờ thay vì tập trung vào sản phẩm, các tập đoàn, các công ty lớn họ đang tập trung vào khách hàng, vào hành trình trải nghiệm của khách hàng. Và để có được cái hành trình trải nghiệm khách hàng tốt thì không thể thiếu được nhân sự BA, và đặc biệt là IT BA. Bởi vì đã là số hóa thì chúng ta cần phải biết lựa chọn giải pháp công nghệ, chúng ta lựa chọn được cái nền tảng công nghệ để mà chúng ta triển khai cho những cái sản phẩm của ngân hàng. Thế thì chúng ta thấy được rằng là vai trò của cái việc mà cái thời kỳ chuyển đổi số nó sẽ khiến cho cái lợi thế rất lớn dành cho những cái bạn sinh viên đang theo học cái chuyên ngành công nghệ thông tin của trường FPT Polytech. Thì các bạn đang có một cái lợi thế tuyển dụng rất là nhiều. Vậy thì ở câu chuyện đầu tiên các bạn hiểu được rằng là các ngân hàng, các tổ chức, không chỉ là ngân hàng đâu ạ, mà là các đơn vị bảo hiểm, các đơn vị về chứng khoán hay là các đơn vị về fintech, tất cả những cái công ty nào lớn họ muốn chuyển đổi số thì họ đều cần cái nhân sự BA. Thế thì vậy thì đến cái phần câu chuyện thứ hai mình muốn chia sẻ cho các bạn, đó là với vị thế là một doanh nghiệp nhỏ, rất nhỏ thì sao? Skybot là một công ty rất nhỏ, chỉ có 10 nhân sự thôi, là một công ty cổ phần công nghệ và chuyên tập trung phát triển phần mềm. Và mình cũng rất là vui khi chia sẻ với các bạn ngồi đây, đó là 100% nhân sự nhận lương tại Skybot là sinh viên của trường mình. Thì các bạn thấy được rằng là đối với Skybot thì công ty tập trung vào phát triển vào marketing online. Và trong marketing online thì ở đây có bạn nào đã nghe thấy cụm từ là SEO không ạ? SEO đấy ạ, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Thì câu chuyện là nếu là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm thì nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp về mang về khách hàng đúng không ạ? Vậy thì đối với Skybot thì chính Huấn là một BA. Thế thì câu chuyện là đối với một doanh nghiệp nhỏ thì không phải là BA nó không phải là cần hay là không cần nữa. Mà nếu như coi doanh nghiệp là một cơ thể thì BA ở đây họ chính là những cái dòng máu của cái doanh nghiệp đó. Bởi vì họ sẽ luân chuyển tất cả thông tin từ các bộ phận phòng ban để mà giải quyết được cái nhu cầu phát triển của công ty. Vậy thì với vai trò là một BA trong công ty Skybot thì Huấn đã làm gì? Thì ở đây rõ ràng là công ty tập trung vào việc phát triển phần mềm liên quan đến SEO. Thì trong SEO thì nó có rất nhiều những cái khía cạnh. Và công ty tập trung vào một cái khía cạnh đó là liên kết.
Thì trong liên kết thì lại cái nhu cầu của thị trường, bước đầu tiên Huấn phân tích nhu cầu của thị trường và nhận thấy được rằng là thị trường bây giờ họ đang cần những cái liên kết chất lượng nhưng với giá thành rẻ. Vậy thì ở với cái nhu cầu của thị trường như vậy, bài toán của công ty đặt ra là chúng ta phải có được một cái sản phẩm số để giải quyết được cái nhu cầu của thị trường như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn cái nền tảng công nghệ nào để mà có thể triển khai được tự động? Bởi vì nếu chúng ta làm con người thì không thể nào mà có thể tối ưu được chi phí. Vậy thì con người, nền tảng công nghệ thì ở đây, ví dụ nếu các bạn thông tin, các bạn có thể biết được rằng là chúng ta có thể sử dụng cái extension trên những cái tiện ích trên những cái trình duyệt để chúng ta có thể tự động hóa việc đi xây dựng liên kết. Hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng một cái nền tảng như là Selenium và chúng ta lựa chọn xem là kết hợp thêm các ngôn ngữ khác để chúng ta để tự động hóa. Nhưng cả hai những cái nền tảng đấy đều không giải quyết được, và tại Skybot thì bên Huấn đã lựa chọn cái nền tảng là Brazier Automation Studio, hay còn gọi tắt là BAS. Thì cái nền tảng này sẽ giúp tối ưu hóa cho doanh nghiệp về thời gian, về con người để có thể nhanh chóng ra mắt được cái sản phẩm Lightpayon, là một cái sản phẩm đi cái Lightning Entity cho các doanh nghiệp. Vậy thì rõ ràng là với một vị thế là một người BA trong công ty, nhờ cái việc mà có kinh nghiệm về việc lựa chọn cái nền tảng công nghệ mà công ty sẽ áp dụng, giúp cho công ty nhanh chóng ra mắt được sản phẩm trong thời gian một năm và có thể đã có được những cái đơn hàng đầu tiên, thậm chí là những đơn hàng giá trị vài trăm triệu. Nó sẽ giúp cho công ty phát triển được. Vậy thì rõ ràng là vai trò của BA lúc đấy trong doanh nghiệp đó là không thể thiếu, rất là những doanh nghiệp nhỏ, vừa và nhỏ. Và các bạn biết được rằng là đối với những cái doanh nghiệp thì khi kể cả những cái doanh nghiệp lớn hay là những doanh nghiệp nhỏ, thì khi các bạn học trong trường này, vậy thì các bạn có cơ hội nào để mình rẽ sang, để mình lựa chọn được cái nghề này hay không? Hoặc là các công ty, doanh nghiệp họ hay cần hỏi những cái gì để mà có thể tuyển được những cái nhân sự đó? Thì ở đây mình chia sẻ dưới góc độ doanh nghiệp cho các bạn sinh viên ngồi đây, đó là bên mình thường áp dụng cái nguyên tắc đó là bàn tay vàng. Chúng ta sẽ có 5 nguyên tắc cơ bản để các bạn xây dựng sự nghiệp và các bạn sẽ xây dựng cho mình những cái khác biệt. Thì cái nguyên tắc đầu tiên đấy thì là chính là khác biệt. Các bạn phải khác biệt so với các BA khác. Khác biệt ở đây là gì? Bởi vì thị trường Việt Nam chưa có một cái trường nào đào tạo chính thức ngành BA. Vậy thì các bạn muốn khác biệt để mà các bạn đi tuyển dụng, xin việc vào những công ty, thì các bạn hãy nhanh chóng tìm cho mình những cái trung tâm, những cái môi trường mà đào tạo cho các bạn để có thể các bạn hiểu được BA. Tức là các bạn đã đi trước so với những người khác. Và nguyên tắc thứ hai đó là nguyên tắc đa dạng. Các bạn biết rằng làm IT chúng ta thay đổi công nghệ liên tục. Cùng là cơ sở dữ liệu thôi, nhưng chúng ta biết rằng là không chỉ có MySQL, đúng không ạ? Chúng ta còn có NoSQL, đó là MongoDB, hoặc là thậm chí là đến Bigtable, những cái nền tảng công nghệ dữ liệu lớn. Và đấy là chỉ là một nền tảng thôi, hay là như một cái nền tảng web. Thì web bây giờ có rất nhiều, chia làm rất nhiều những cái phân hệ khác nhau. Có thể là WordPress, có thể là PHP thuần, Laravel, rồi rất nhiều những cái framework khác nhau. Vậy thì đâu mới là lựa chọn? Nếu như các bạn làm công nghệ thông tin, các bạn hiểu hết được cái sự khác biệt của những cái nền, của những cái ngôn ngữ, của những cái nền tảng công nghệ mà mình đã học, và các bạn chia sẻ và trình bày được cho các doanh nghiệp, thì họ sẽ có thêm cái niềm tin để cho các bạn, để có tạo ra cơ hội cho các bạn việc làm. Thì và cái nguyên tắc thứ ba mà bên mình khuyến khích các bạn đó là sự chủ động. Bởi vì các bạn ngồi đây đều các bạn đang học ở trường FPT Politics, là các bạn học chọn học trong một thời gian ngắn, và các bạn kỳ vọng là các bạn ra trường là các bạn sẽ có được một cái cơ hội công việc làm tốt. Nhưng nếu như các bạn không chủ động, các bạn không chủ động để mà tìm kiếm thông tin, và các bạn không chủ động liên hệ với các doanh nghiệp, hoặc là trong công việc các bạn không chủ động tìm những cái công nghệ mới, ví dụ như AI bây giờ, thậm chí là video AI, hoặc là rất nhiều các công nghệ khác nó đang rất mới đấy, các bạn đã chủ động khám phá nó chưa, hay các bạn vẫn đang chờ để cho người ta hướng dẫn mình? Thì khi các bạn đã chờ người ta hướng dẫn mình, tức là các bạn đã đi sau rồi. Và nếu như các bạn chủ động trong cái công việc, trong cái việc khám phá những cái công nghệ mới, thì các bạn sẽ rất có nhiều cơ hội trong cái việc mà tham gia vào các tổ chức với vai trò là BA. Nguyên tắc thứ tư bên mình muốn chia sẻ cho các bạn thì đó là nguyên tắc đó là chúng ta phải đo lường. Người làm BA là những người lắng nghe hệ thống, lắng nghe khách hàng, và các bạn cũng phải biết. Khi các bạn biết đo lường hệ thống, dùng các công cụ để đo lường, thì các bạn sẽ giúp cho cái công việc của mình tốt hơn. Các bạn biết lựa chọn công cụ nào để phù hợp nhất cho cái bài toán của doanh nghiệp. Thì nếu như mình không đo lường được rằng nếu làm bằng extension thì nó mất đến 2 năm, 3 năm, thì mình làm sao mình lựa chọn, và mình không biết
được cái nền tảng browser automation nó nhanh thì làm sao mình có thể biết được rằng là mình sẽ đề xuất cho công ty, đúng không ạ? Và cái nguyên tắc cuối cùng đó là sau khi các bạn đã đo lường, các bạn sẽ có được những con số, các bạn sẽ sử dụng những cái con số đấy để các bạn thực hiện cái nguyên tắc cuối cùng đó là tối ưu. Làm BA các bạn là mạch máu của doanh nghiệp mà, các bạn truyền đạt thông tin và các bạn tối ưu cho doanh nghiệp đó về chi phí, về con người, về nhân sự. Thì đấy là bài toán doanh nghiệp cần. Vì doanh nghiệp đứng trên góc độ của doanh nghiệp, người ta sẽ bỏ ra một đồng đầu tư, người ta chỉ quan tâm đến việc người ta thu về bao nhiêu đồng lợi nhuận, hòa vốn hay là có lãi. Thế thì câu chuyện ở đây đó là khi các bạn đi tuyển dụng hoặc các bạn bước chân, các bạn xác định là mình muốn theo cái nghề BA này, các bạn nhớ lại là thứ nhất, nhu cầu tuyển dụng của các ngân hàng tập đoàn đều đang rất lớn. Thứ hai là các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì chắc chắn không thể thiếu. Và thứ ba thì các bạn biết được rằng là trong cái thời kỳ chuyển đổi số như thế này thì thậm chí không chỉ có doanh nghiệp mà chính là các cơ quan nhà nước, các bộ ngành họ cũng đang cần phải tìm những cái nhân sự cốt lõi để giúp cho tạo ra được những cái giá trị, tạo ra được những cái nền tảng về dịch vụ công, chuyển đổi số để giúp cho các doanh nghiệp, các gia đình và các cá nhân có thể có được một cái trải nghiệm công dân số tốt hơn. Vậy thì cơ hội đang ở trước mắt các bạn, đúng không? Các bạn đang, như mình nghĩ rằng là thời điểm này là các bạn đang hội tụ đủ 3 yếu tố. Đó là thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Chúng ta sinh ra trong cái thời kỳ chuyển đổi số. Và chúng ta được học trong một ngôi trường về có nổi tiếng về truyền thống, về công nghệ thông tin. Được rất nhiều các thầy cô giỏi truyền đạt cho kiến thức cho các bạn. Và các bạn, chính bản thân các bạn, đó là những người đang rất trẻ. Có nhiều cái năng lượng và khoác hoài bão để có thể kiếm được tiền, đúng không ạ? Và như vậy thì chúng ta hồi khi hội tụ đủ 3 yếu tố như này, việc còn lại của các bạn sẽ chỉ là action, hành động mà thôi. Chúng ta ngay lập tức chúng ta hành động đi, kết nối với nhau. Ngày hôm nay chúng ta ngồi đây với nhau là những người lắng nghe về BA. Vậy thì sao chúng ta không tiếp tục là kết nối, lập ra những cái group trao đổi với nhau thêm để cùng nhau học về nó, phát triển về nó và trao cơ hội cho nhau. Và mình chia sẻ cho các bạn đó là những người thành công về BA, những người xuất sắc về BA, thậm chí họ có thể trao cơ hội cho chính bản thân mình. Bởi vì là chúng ta hoàn toàn có thể khởi nghiệp. Bởi vì người BA họ tìm hiểu được cái khía cạnh của thị trường, họ nhìn thấy được cái nhu cầu của thị trường, họ lại nắm được cái đó là những cái cốt lõi để mà có thể làm sao thực hiện hóa cái việc đó. Vậy thì tại sao chúng ta không tự trao cơ hội cho chính mình? Vì khi đó tuyển dụng bây giờ là các bạn sẽ tuyển dụng cho các bạn và các bạn sẽ sáng tạo ra những cái giải pháp hay, những cái sản phẩm tốt để mà có thể là khiến Việt Nam chúng ta trở thành một cái quốc gia khởi nghiệp giống như Israel. Tại sao chúng ta không thực hiện những cái hoài bão đấy, đúng không ạ? Và mình hy vọng là qua cái buổi mình chia sẻ hôm nay thì các bạn đã hiểu hơn một chút về BA, về cái nhu cầu tuyển dụng của BA đối với các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ. Và mình chúc cho các bạn sẽ thông qua cái chương trình này sẽ tự tin với cái việc mà mình đã lựa chọn tại theo học tại trường và có thể có được những cái rẽ nhánh tốt nhất cho cái cuộc đời của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Cảm ơn những chia sẻ của vị diễn giả chúng ta. Và qua những thông tin trên, chúng ta có thể thấy rằng nghề BA đang mở ra rất nhiều các cái cơ hội hấp dẫn dành cho các bạn sinh viên. Việc hiểu rõ về vai trò của nghề BA và nắm bắt được nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực này sẽ giúp cho các bạn chuẩn bị thật tốt cho tương lai nghề nghiệp của mình. Và hy vọng rằng những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho các bạn có cái nhìn rõ nhất về cơ hội nghề nghiệp và của nghề BA ạ. Và tiếp theo chương trình, để các bạn sinh viên có thể hiểu hơn về nghề BA thì chúng ta sẽ có một phần, đó chính là phần Q&A, tức là các bạn có thể đặt ra những cái câu hỏi cá nhân của mình dành cho các vị diễn giả. Vậy để cho các bạn có thể suy nghĩ được những câu hỏi cá nhân, và chắc chắn rồi ạ, thầy vừa nhận được thông tin từ ban tổ chức, đó là khi các bạn đặt những câu hỏi hay dành cho ban tổ chức thì các bạn sẽ có cơ hội đạt được những cái suất học bổng trị giá là 499.000 do anh Nguyễn Bá Phú, công ty cổ phần Miss Group sẽ tài trợ cho các bạn sinh viên ạ, dành cho những bạn nào đặt những câu hỏi hay nhất về ban tổ chức. Vậy thì để các bạn có thể có thời gian suy nghĩ đặt ra những câu hỏi thì tiếp theo sẽ là đến phần một tiết mục văn nghệ do hai bạn nam của ngành công nghệ thông tin chúng ta thể hiện. Đó chính là bài Ai chung tình được mãi ạ. Và xin mời bạn Nguyễn Đức Khải và bạn Vũ Hoàng Hà chúng ta sẽ tiến lên sân khấu ạ.
Trong thời gian này thì các bạn sinh viên phía dưới chúng ta có thể suy nghĩ những câu hỏi để dành cho ban tổ chức ạ. Hai bạn nam chúng ta đang ở đâu ạ? À, dạ rồi, ok. Ban tổ chức có thể cho xin beat nhạc được không ạ?
phía dưới, thầy rất mong được nhận được những cái câu hỏi từ các bạn sinh viên. Và sau đây sẽ đến là phần Q&A của chương trình. Và như thầy đã nói thì chúng ta sẽ có những cái suất học bổng dành cho các bạn đặt ra được những câu hỏi hay nhất về ban tổ chức. Và sau đây thì em xin được trân trọng kính mời ba vị diễn giả của chúng ta. Chúng ta sẽ tiến lên sân khấu ạ. Để các bạn sinh viên có thể đặt ra những câu hỏi dành cho ba vị diễn giả. Em xin kính mời anh Phú ạ, anh Huấn và cô Loan ạ. Rồi các bạn là sinh viên ơi, chúng ta có những câu hỏi gì không ạ? Có. Rồi ok, có đúng chưa ạ? Rồi, thầy rất mong được nhận được những cánh tay của các bạn ạ. Các bạn có những thắc mắc gì về nghề BA? Chúng ta có thể giơ cánh tay của các bạn lên để hỏi những vị khách mời đặc biệt chúng ta ở trên này ạ. À rồi, thầy sẽ có một cánh tay ở phía dưới kia đi ạ. Bạn ấy giơ tay trước của bạn ở trên này. Rồi, thầy mời em có thể giới thiệu về bản thân của mình. Em tên là gì, học chuyên ngành mấy, chuyên ngành nào và đang học kỳ mấy ạ? Em là Phạm Hoàng Bách, em đang học kỳ 3 chuyên ngành lập trình web ạ. Rồi ok, em có câu hỏi nào dành cho các vị diễn giả trên này không? Thì theo như lúc nãy em nghe theo thầy anh Huấn thì anh có nói là nghề BA nó như thể là một dòng máu trong cơ thể. Thì theo em biết là ngành anh Tây thực ra là nó khác nhân sự, nhưng mà là khác nhân sự có kinh. Thì liệu có công ty nào thực sự dám tuyển BA không có kinh nghiệm không ạ? Mình chia sẻ với bạn là thực sự thì BA nó có nhiều cấp độ đúng không ạ? Và bản thân chúng ta khi mà chúng ta đã xác định theo cái nghề BA thì chúng ta phải biết được cái vị trí của mình đang ở cái mức level nào. Vậy thì các doanh nghiệp nó cũng phân hóa ra. Không phải doanh nghiệp nào họ cũng ngay lập tức có thể đủ cái năng lực và nhu cầu để tuyển được những cái BA ở cái level cao. Mà họ sẽ, các doanh nghiệp đấy thì họ sẽ dựa trên cái nhu cầu, bài toán kinh doanh của họ để mà họ tuyển dụng. Vậy thì ở đây là có, vậy thì khi mà chúng ta bắt đầu thì chúng ta, mình nghĩ rằng là dựa trên cái trình độ của mình thì mình sẽ xác định cái vị trí mà mình phù hợp nhất với mình để mình cũng lựa chọn được một cái công ty nó phù hợp. Thì mình nghĩ rằng nếu như bạn đã giống như kiểu mình biết người biết ta, trăm trận trăm thắng ấy, thì nếu như bạn biết được cái trình độ năng lực của mình và bạn tự tin với cái trình độ đó thì bạn hoàn toàn có thể apply vào những cái công ty lớn. Nếu như bạn tự tin thì bạn khẳng định được cho họ về cái trình độ chuyên môn của bạn, không chỉ về IT mà bạn còn cái về cái chuyên môn nghiệp vụ nữa. Còn nếu như bạn mà ở cái mức độ thấp, bạn mới đang tìm hiểu thì mình biết được, chẳng hạn như Scarbot đây, chính bản thân bên công ty mình cũng đang, thậm chí do nhu cầu công việc mình, bên mình cũng sẵn sàng tuyển những cái nhân sự BA để có thể thay thế mình để mà có thể giải quyết được công việc. Nếu như bạn yêu thích về marketing online, nếu như bạn tìm hiểu về SEO, bạn có kinh nghiệm chuyên môn thì hoàn toàn bạn có thể đến gặp mình để chúng ta có thể trao đổi về công việc nhé. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Dạ vâng ạ. Em xin mời anh Phú sẽ có những chia sẻ cũng như là giải đáp thắc mắc giúp cho bạn sinh viên ạ. Chắc là cho anh bổ sung thêm một chút thì... Thứ nhất ý, các bạn có thể nhìn thấy ở trên bề mặt là ở hiện tại các team tuyển dụng đúng không? Rồi thị trường công nghệ thông tin bị lay off. Nhưng mà tảng băng chìm của nó thì sẽ có rất rất nhiều những team tuyển dụng mà các bạn sẽ chưa có cơ hội tiếp cận. Bởi vì sao? Các doanh nghiệp hiện tại đang thắt chặt những cái chi tiêu và những cái team tuyển dụng nó sẽ không được xuất hiện nhiều ở trên các trang tuyển dụng nữa. Mà khi và chỉ khi các bạn có những cái network tốt, có những cái mối quan hệ của những người trong ngành thì các bạn sẽ có cơ hội biết được những cái tin như vậy và các bạn sẽ đi nhanh hơn được các bạn một chút, là thậm chí là từ khi còn chưa ra GD, nghĩa là bản mô tả công việc, là các bạn đã có thể biết được là có một cái tin tức tuyển những vị trí không cần kinh nghiệm, công ty có thể chấp nhận đào tạo. Và thực sự là anh cũng có rất rất nhiều những cái doanh nghiệp kết hợp với anh để có thể hỗ trợ các bạn sinh viên là sau khi học 2 tháng ở một lớp BA, sẵn sàng nhận thực tập. Và sau 3 tháng thì cam kết là có một bạn xuất sắc nhất trở thành fresher và có lương. Và có rất nhiều bạn thành công từ đây. Dạ vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của anh.
Và như ban tổ chức có confirm lại với em, có một cái suất học bổng, đúng chưa? Có một số suất học bổng dành cho những cái bạn mà đặt được những câu hỏi xuất sắc nhất, thì anh có thể giới thiệu qua cho các bạn xem là suất học bổng này sẽ giúp các bạn được những gì? Ok, những cái suất học bổng này đó là những cái suất học bổng 100% của những cái mini course dành cho nghề BA. Các bạn có thể học về những cái kỹ năng khơi gợi yêu cầu, những cái kỹ năng viết tài liệu của một người IT BA, những cái kỹ năng mô hình hóa nghiệp vụ về UML, ví dụ như là workflow, diagram, use case, vân vân. Và các bạn bước đầu đã hình dung được là à, mình cần phải khơi gợi yêu cầu như thế nào, mình cần phải viết tài liệu ra sao. Thì đấy là những cái mini course rất rất ngắn dành cho các bạn để trải nghiệm. Dạ vâng ạ, cảm ơn về những cái suất học bổng của anh dành cho các bạn sinh viên của chúng ta. Các bạn sinh viên chúng ta có muốn nhận được những suất học bổng của anh Phú không ạ? Dạ vâng ạ. Rồi, vậy thì thầy mong rằng các bạn có thể đặt những câu hỏi hay nhất dành cho những vị diễn giả trên này ạ. Rồi, thầy mời bạn áo nam, áo đen đen. Đó ạ. Đầu tiên cho em xin phép được gửi tới quý thầy cô cùng toàn thể các bạn sinh viên ở đây lời kính chúc sức khỏe. Thì đầu tiên em tên là Đào Xuân Đức ạ. Hiện tại em đang học ngành lập trình web kỳ 3. Thì em có một câu hỏi, đó chính là vừa đấy anh Phú có chia sẻ là cái ngành này thật sự là em cảm thấy là có thực sự phù hợp với các bạn hướng nội không ạ? Vì chủ yếu là các bạn IT, đa số là các bạn hướng nội. Thì không biết là cái ngành này có phù hợp cho dành cho các bạn hướng nội để các bạn có thể có một cơ hội công việc nào đó ở trong một công ty tập đoàn ạ? Ok, thứ nhất anh phải khẳng định đây là một câu hỏi hay. Bạn sẽ giành được một số học bổng của anh. Một tràng pháo tay dành cho bạn. Ok, thứ hai đó là trả lời câu hỏi của bạn là nghề BA có phù hợp với những bạn hướng nội không? Thì câu trả lời là nghề BA phù hợp với những bạn đam mê và dành cho tất cả mọi người. Các bạn có đủ đam mê, các bạn có đủ yêu thích với nghề thì các bạn sẽ tìm cách để khắc phục những cái điểm yếu của mình. Ví dụ như không cứ là các bạn phải đi gặp khách hàng, phải đi facing với khách hàng, mà sẽ có những cái dòng dự án các bạn chỉ ngồi đọc code thôi mà vẫn làm được BA. Lương rất là cao. Bật mí với các bạn là có những cái dòng dự án migration ở FPT Software trên Hòa Lạc. Các bạn ngồi đọc code, viết ra SAS và các bạn đã trở thành BA rồi. Rất là hay. Và làm những cái tập đoàn lớn nhất nhì Nhật Bản, ví dụ như NGK, một công ty về sử cách điện của Nhật. Các bạn ví dụ các bạn hướng nội đúng không? Ngồi đọc code thì ạ. Đúng không ạ? Đó chính là cái điểm mạnh của bạn. Và đấy chính là cái cách mà các bạn có những cái chiến lược apply vào những cái vị trí nào, công việc nào và tập đoàn nào để cho nó phù hợp nhất với cái bản thân của mình. Đó là câu trả lời của anh. Cảm ơn câu trả lời của anh Phú ạ. Rồi, vậy thì là sẽ có những cái vị trí dành cho các bạn hơi hướng nội, đúng chưa ạ? Và các bạn hãy trau dồi những kiến thức, kỹ năng của mình, đúng chưa? Làm sao mà có thể lựa chọn được những cái vị trí công việc hay là cái ngành nghề phù hợp với mình nhất. Và hoàn toàn cái nghề BA này nó cũng có thể dành cho những cái bạn hướng nội. Vâng. Rồi, thầy rất mong đợi được câu hỏi khác từ các bạn sinh viên. Rồi ok ạ, có một cánh tay giơ rất nhanh ạ. Xin mời em. Em thưa thầy, em tên là Phạm Vương Thịnh, sinh viên kỳ 3 trong ngành lập trình web. Em có câu hỏi là ngành mảng BA này thì có cần code giỏi không ạ? Em xin hết. Dạ vâng, câu hỏi khá là hay đúng chưa ạ? Khá là chạm vào nỗi đau của rất nhiều bạn sinh viên ở đây. Dạ, rồi, vậy thì liệu rằng nghề BA có cần code giỏi không thưa hai vị diễn giả? Ok, lại một phần quà nữa dành cho bạn đã. Thứ nhất đó là khẳng định các bạn không cần code giỏi như các bạn dev, nhưng các bạn cần có một cái tư duy của các bạn dev và tư duy về hệ thống. Các bạn biết là cái nghiệp vụ này nó xử lý như thế nào, nó call API nào, nó có những cái exception nào có thể xảy ra, nó lưu trữ dữ liệu tại đâu, hệ thống nào. Và từ đó các bạn, khi mà các bạn có một cái tư duy về hệ thống ấy, thì các bạn sẽ làm được BA. Và
và không cần phải cốt rất là siêu, rất là giỏi như các bạn dev. Đó là câu trả lời của anh. Xin chào các bạn sinh viên. Câu hỏi thì rất là hay đúng không ạ? Các bạn biết là hôm nay hai vị diễn giả của chúng ta là một người làm trong nghề công nghệ thông tin và một người không phải là nghề, không phải làm công nghệ thông tin nhưng đều làm BA rất là thành công. Thì như đầu chương trình đã giới thiệu là trong các thầy cô công nghệ thông tin cũng có những thầy cô làm về BA làm rất thành công và vẫn đang giảng dạy các bạn. Tôi xin phép là chuyển câu hỏi này cho một giảng viên đang làm BA, hiện tại đang làm BA sẽ trả lời cho các bạn. Có cần cốt giỏi không khi mà làm BA? Mời thầy Nguyễn Tùng Dương ạ. Xin mời thầy. Thầy hiện tại đang là giảng dạy của bộ môn công nghệ thông tin và hiện tại thầy cũng là đang là một BA. Thì thầy có chia sẻ gì với các bạn sinh viên không ạ? Đầu tiên thì em xin phép chào thầy cô và các vị diễn giả và chào các bạn sinh viên. Thì thầy thì hiện tại và trước kia cũng đang làm BA. Thì thầy xin trả lời câu hỏi của bạn. Thì BA thì cũng không cần thiết phải biết code. Và như anh Bá Phú có trả lời là mình cần biết tư duy của một người dev, tức là chức năng này nó sẽ liên kết với chức năng nào và tại sao phải có chức năng này, độ khó của chức năng này như thế nào, thì các bạn sẽ đánh giá được xem là mình có nên cho vào cái dự án hay không và chức năng đấy nó có phù hợp với dự án hay không. Đôi khi BA chúng ta phải đặt cái tiêu chí là đặt người dùng lên hàng đầu. Tức là các bạn có thể nghe một vài thuật ngữ như là user story, tức là câu chuyện của người dùng, đặt tư duy của người dùng lên hệ thống, xem là hệ thống có cần chức năng, người dùng có cần chức năng đấy hay không, chứ không phải là hệ thống cần chức năng đấy. Đôi khi các bạn đẻ ra rất nhiều chức năng nhưng mà người dùng không cần thiết. Vậy thì chúng ta tốn cái gì? Tốn thời gian, chi phí của công ty và nhân lực của công ty nữa. Các bạn phải nghĩ ra rất là nhiều những cái chức năng trong khi nó không cần thiết. Đó, thì đấy là một cái mà các bạn học code ở trường. Đôi khi các bạn nếu mà các bạn xoay sang BA không cần code nhưng mà cái tư duy về hệ thống thì các bạn cần phải biết. Và có rất là nhiều các môn học như là môn SQL hay là môn UI UX. Sắp tới các bạn có thể học từ kỳ 4 trở lên thì các bạn cần học qua những cái môn đấy. Thì BA thì các bạn cũng cần phải vẽ những cái mockup, wireframe và thậm chí là đôi khi có những tập đoàn, công ty họ chưa có designer thì các bạn có thể sử dụng Figma để các bạn vẽ thay cho designer. Thì đấy là những cái mà kiến thức mà các bạn có thể học thêm. Thì thông qua đấy thì những bạn đa số ở đây là các bạn kỳ 3 thì có thể là chưa học những cái môn về UI UX hay là về Agile thì như là kỳ 5 hoặc kỳ 6. Thì những cái môn ở kỳ cao hơn sẽ là những cái môn mà bổ trợ rất là nhiều cho cái BA nếu như các bạn có cơ duyên chuyển sang nghề BA. Ok. Dạ vâng, cảm ơn chia sẻ của thầy Dương. Vậy thì sau buổi talk show ngày hôm nay mà có bạn nào mà xác định được nghề nghiệp của mình, chọn được cái nghề BA chính là cái nghề mình mong muốn phát triển sự nghiệp trong tương lai thì chúng ta có thể liên hệ đến thầy Dương ạ. Dạ vâng ạ, cảm ơn ạ. Và tiếp theo thì thầy có thể nhận được những câu hỏi từ bạn khác được không ạ? Rồi, một bạn áo trắng đây ạ. Áo trắng, bạn giơ tay rất nhanh. Như kiểu là các bạn sau một thời gian, một tiết mục văn nghệ các bạn đã nghĩ được rất nhiều câu hỏi đúng chưa ạ? Chỉ đợi thầy hỏi là các bạn giơ tay thôi. Em chào thầy ạ. Em tên là Nguyễn Mạnh Cường ạ. Em đang học kỳ 3 lập trình web ạ. Em đang đặt câu hỏi cho thầy là ngành này có thể đi được xa không ạ? Với cả khi bọn em ra trường ạ, thì ngành này có thay đổi nhiều so với hiện tại không ạ? Xin hết ạ. Ok, cảm ơn em. Thứ nhất là ngành này có đi được xa hay không? Thì câu trả lời là có. Khi mà em đủ sâu trong một cái lĩnh vực nào đó, đủ sâu trong một cái ngành nào đó, thì em sẽ đi rất rất xa. Em sẽ không phải là trở thành một người BA bình thường. Em có thể làm những cái công ty tập đoàn về tư vấn. Tư vấn cho những cái doanh nghiệp, tư vấn cho những ngân hàng về những cái hệ thống lớn chẳng hạn. Và cái ngành này khi mà em ra trường có thay đổi không? Thì chắc chắn là có. Nhưng có một cái không thay đổi, đó là cái tư duy, cái mindset làm sản phẩm, cái tư duy về hệ thống. Một người làm BA có tư duy tốt, có mindset tốt thì sẽ trở thành một người BA tốt.
Đó, đó là cái câu trả lời của anh. Dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ. Dạ vâng. Như em được biết thì trong công ty của anh Huấn hiện tại là cũng đang có 10 bạn. Đúng ạ. 100% nhân lực của công ty anh là còn là những bạn đã học trường cao đẳng FPT của chúng ta. Vậy thì anh có thể giải đáp thêm về cái thắc mắc của bạn sinh viên ở phía dưới được không ạ? Ok. Thì mình nghĩ rằng là thế này này. Bản thân mình khi mà đã lựa chọn làm BA trong khi mình tốt nghiệp Học viện Tài chính mà đã theo đuổi được nó cũng khoảng tầm 6-7 năm rồi. Thế thì ở đây chúng ta hiểu rằng thế này, các cụ vẫn có các câu ấy là gừng càng già càng cay. Thì BA đúng thật là như một cái củ gừng nếu mà chúng ta nghĩ là như thế. Bởi vì là nếu như là dev, các bạn biết rằng là thậm chí các công ty về Trung Quốc, Việt Nam là người ta tuyển có một cái giới hạn độ tuổi nhất định dành cho bộ phận dev. Bởi vì là làm dev đôi khi chúng ta phải thức đêm, thức hôm rồi chúng ta làm chạy deadline, làm rất nhiều thứ. Nhưng mà vấn đề ấy là đối với BA thì nó lại khác hoàn toàn. Câu chuyện đây đó là câu chuyện về kinh nghiệm và trải nghiệm. Thì kinh nghiệm và trải nghiệm đấy nó quan trọng hơn rất nhiều. Và khi mà các bạn làm càng lâu thì các bạn càng có được cái khả năng đánh giá và so sánh để lựa chọn hệ thống tốt cho cái bức tranh về bài toán kinh doanh của doanh nghiệp. Nên bản thân công ty mình cũng như vậy thôi. Đấy, khi mà mình càng làm lâu thì mình mới hiểu hết được là có những công nghệ nào đã cũ, công nghệ nào mới. Từ đó thì bây giờ rõ ràng với một bạn sinh viên mới ra trường khi mới làm BA các bạn thậm chí không thể có nhiều kinh nghiệm như mình được. Và như vậy thì mình càng làm lâu thì cái kinh nghiệm của mình khi mình lên cao thì các doanh nghiệp họ luôn luôn yêu thích và tuyển dụng những cái nhân sự với BA có cái trình độ chuyên môn và cái kinh nghiệm như vậy. Thế như vậy thậm chí là các bạn có thể làm rất độ tuổi, thậm chí đấy như tuổi nghề như diễn giả Phú có chia sẻ là sẽ rất là dài. Và cơ hội sẽ luôn mở rộng nếu như các bạn ngày hôm nay các bạn tiếp cận được luôn với cái nghề BA này. Cô xin bổ sung thêm một chút ạ. Cái khi mà các bạn còn ngồi trên ghế nhà trường, mỗi một môn học của các bạn là một dự án. Nhưng cái dự án cuối cùng khi các bạn ở trong trường, đó chính là dự án tốt nghiệp. Thế tại sao cái môn quản lý dự án mà lại không dạy cho các bạn từ kỳ đầu nhỉ? Mà lại phải đến gần lúc tốt nghiệp mới dạy cho các bạn môn quản lý dự án. Ở đây có hai vấn đề. Cái thứ nhất là trong cả cuộc đời đi làm của các bạn, mỗi một cái công việc mà các bạn tham gia các bạn làm, đấy là một dự án. Vậy thì dự án có những dự án thành công và những dự án thất bại. Vậy thì dự án thành công là gì? Là chúng ta quản lý được mốc thời gian của mình, quản lý được cái tiền mà mình bỏ ra hoặc cái tiền mà mình thu về, nó không bị lỗ. Quản lý được cái công việc mình làm có thành công hay thất bại hay không. Đúng không ạ? Đến khi về hưu vẫn cứ làm dự án. Vậy thì BA nó chính là cái quản lý dự án, nó giúp cho BA có cái nhìn tổng thể về một dự án để chúng ta có thể đạt được những cái hiệu quả mà chúng ta mong muốn. Thế chúng ta làm dự án thì để làm đến bao giờ ạ? Làm đến bao giờ về hưu thì thôi ạ. Đúng không ạ? Vậy con đường đi của BA nó rất là dài, giống như hai diễn giả của chúng ta đã nói. Khi nào chúng ta không làm nữa thì thôi. Mỗi một dự án chúng ta làm, chúng ta có làm được thành công hay không thì đấy gọi là BA. Vâng. Dạ vâng, cảm ơn chia sẻ của cô Loan ạ. Và như thầy vừa nhận được confirm từ anh Phú thì bạn Nam vừa đặt câu hỏi dành cho các vị diễn giả cũng sẽ nhận được một suất học bổng từ anh Phú ạ. Và sau buổi talk show ngày hôm nay bạn có thể liên hệ lại với ban tổ chức để có thể nhận được cái suất học bổng này ạ. Vâng, thì thầy rất mong là có thể bạn nào đặt tiếp những câu hỏi dành cho các vị diễn giả trên này được không? À rồi, một bạn đó. Bạn nữ, có bạn nữ nào không ạ? Đâu? À đây rồi ạ. Phía trên cùng này luôn. Đợi một bông hồng từ bộ môn công nghệ thông tin đúng không? Ngành công nghệ thông tin. À lớp thầy Đức luôn ạ. Dạ vâng. Em chào các thầy cô cùng với diễn giả. Em là Diệu, học lập trình web kỳ 6. Em có câu hỏi đưa ra cho diễn giả là nội trình học để trở thành BA ạ. À, vâng, câu hỏi này thì em xin phép được dành cho cô Loan đi ạ. Lộ trình học mà, đúng không? Về phía nhà trường mà, thì liệu nhà trường có lộ trình học gì ạ? Như lúc đầu thì cô đã nói là tất cả các cái môn mà chúng ta học qua mỗi một cái kỳ học, ví dụ như môn cơ sở dữ liệu, môn UI UX, môn
quản lý dự án, đúng không ạ? Thì đấy, tất cả những cái đấy nó là cái lộ trình học mà nhà trường đã xây dựng lên học liệu cho các em. Còn để lộ trình học mà trở thành đến với nghề BA của sinh viên công nghệ thông tin thì câu hỏi này là câu hỏi mà cô sẽ chuyển cho anh Phú, vì anh Báo Phú đã là người đi thực tế và anh sẽ trả lời các em. Cảm ơn cô Loan ạ. Thì với kinh nghiệm 3 năm giảng dạy các bạn BA, thì với các bạn BIT thì các bạn sẽ có lộ trình như sau. Thứ nhất là các bạn cần bổ sung những cái skill set cơ bản của BA. Ví dụ như là những cái các bạn biết, cần phải biết được những cái kỹ thuật để khơi gợi yêu cầu từ khách hàng. Tiếp theo là các bạn cần phải biết được những cái loại UML, những cái loại diagram cần phải có của một người BA. Cách vẽ như thế nào, làm sao để có đủ thông tin để vẽ. Tiếp là các bạn cần phải biết được các bạn cần phải biết được tất cả các cái loại tài liệu của BA, như là user story, như là SIS, BID, vân vân. Các bạn phải biết được cách để mô tả một cái màn hình, cách vẽ ra một cái wireframe như thế nào, mô tả như thế nào để dev hiểu, test hiểu và không chửi mày viết cái đéo gì cái tao cũng không hiểu được, đúng không ạ? Tiếp là các bạn phải biết được những cái kỹ thuật pitching, những cái kỹ thuật xử lý vấn đề trong một cái dự án. Thì đó là những cái lộ trình học từ những cái cơ bản nhất đến những cái nâng cao nhất của một người BA. Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của cô Loan và cũng như là của anh Phú. Thì chắc hẳn là ở phía dưới các bạn sẽ còn rất nhiều những câu hỏi nữa. Vậy thì do chương trình của chúng ta sẽ thời gian có hạn, vậy nên là các bạn có bất kỳ câu hỏi nào, các bạn có thể inbox về fanpage là ITBA Mentor. Ở đó thì có thể là các bạn có thể gặp trực tiếp được anh Phú, và anh Phú có thể giải đáp được những thắc mắc cho các bạn. Và các bạn đã nhớ cái đường địa chỉ để fanpage để các bạn có thể hỏi những giải đáp thắc mắc này chưa ạ? Đó chính là ITBA Mentor. Được chưa ạ? Dạ vâng. Thì do chương trình của chúng ta có hạn về thời gian. Vậy sau đây em xin được trân trọng kính mời thầy Đặng Thái Sơn, trưởng ngành lập trình máy tính, và thầy Tống Văn Đức sẽ lên trao cho ba vị diễn giả những bó hoa tươi thắm nhất ạ. Và một tràng pháo tay dành cho ba vị diễn giả ngày hôm nay ạ. À dạ vâng ạ. Bạn nữ vừa xong đặt câu hỏi, anh Phú vừa chia sẻ lại với thầy, thì bạn nữ đã nhận được một phần quà từ chương trình, đó chính là suất học bổng của anh Phú ạ. Vâng ạ, cuối giờ sau buổi talk show này bạn sẽ liên hệ lại với ban tổ chức để có thể nhận được phần quà từ chương trình. Dạ vâng ạ, một tràng pháo tay nữa để cảm ơn ba vị diễn giả của chúng ta được không ạ? Dạ vâng ạ. Một lần nữa thì em thay mặt cho ban tổ chức cảm ơn sự có mặt, sự hiện diện của các vị diễn giả trong buổi talk show ngày hôm nay. Và cảm ơn tất cả các bạn sinh viên đã ngồi tới giờ này để nhận được những chia sẻ của các vị diễn giả. Và MC xin hẹn gặp lại các bạn sinh viên ở một buổi talk show gần nhất. Xin chào tất cả các bạn ạ.